Trên thế giới, Đảng Cộng Hòa thắng những tiểu bang đầu tiên trong bầu cử giữa kỳ Mỹ. Ukraine ra điều kiện đàm phán, hứa không nhường 1 cm nào cho Nga. Argentina cấm 6.000 người dự World Cup ở Qatar. Ân Tập ra lệnh quân đội chuẩn bị cho chiến tranh, công bố tên lửa siêu thanh mới. Người Trung Quốc đổ xô đào tiền cổ. Tại Việt Nam, Bộ Tài chính tiếp tục tăng chi phí kinh doanh xăng dầu. Tại Hà Nội, lô cốt khiến đường Nguyễn Xiển kẹt xe nhiều ngày, người dân bức xúc. Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải quy mô lớn tại Nghệ An. Và cuối cùng là thông tin thời tiết, miền Bắc chênh lệch 10 độ C giữa ngày và đêm, còn miền Nam bước vào đỉnh chiều. Hằng Lâm xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được kết nối với quý vị trong chương trình trưa nay ngày 9 tháng 11 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Thông tin đầu tiên trên thế giới liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ khi Đảng Cộng Hòa thắng trong những kết quả đầu tiên. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại các tiểu bang đã dễ dàng tái đắc cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ, có thể mở ra kỷ nguyên chính phủ chia rẽ và thu hẹp quyền lực của Tổng thống Joe Biden ở Washington. Với các cuộc thăm dò kín ở 6 tiểu bang, kết quả ban đầu sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực trong Thượng viện là 50-50 mà Đảng Dân Chủ hiện đang kiểm soát. 35 ghế Thượng viện và tất cả 435 ghế Hạ viện đều được bỏ phiếu. Đảng Cộng Hòa được nhiều người ủng hộ để chọn 5 ghế mà họ cần để kiểm soát Hạ viện. Nhưng quyền kiểm soát Thượng viện khó khăn hơn bởi các cuộc đua gây cấn ở Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona. Và tất nhiên, kết quả cuối cùng sẽ khó có thể được biết sớm. Theo dữ liệu từ dự án bầu cử Hoa Kỳ, hơn 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử, bằng thư hoặc là gặp trực tiếp, và các quan chức bầu cử tiểu bang cảnh báo rằng sẽ mất thời gian để đếm tất cả các lá phiếu đó. Một cuộc thăm dò ý kiến cử tri giữa nhiệm kỳ của Edison Research cho thấy lạm phát và phá thai là những vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri. Còn tình hình chiến sự, phía Ukraine ra điều kiện đàm phán, hứa không nhường 1 cm nào cho Nga. Tối hôm 8 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của ông sẽ không nhường 1 cm nào trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực phía đông Donetsk. Ông Zelensky cũng nói rằng khoảng 4 triệu người không có điện ở 14 khu vực cộng với thủ đô Kiev, nhưng tình hình vẫn đang ổn định. Trước đó cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov viết trên Twitter rằng điều kiện chính cho việc nối lại đàm phán với Nga là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Ông Danilov còn viết rằng Ukraine cần có những sự đảm bảo về các hệ thống phòng không, máy bay, xe tăng và tên lửa tầm xa. Hôm 7 tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng Kiev từ chối. Moscow cũng đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không đàm phán về lãnh thổ đã sáp nhập Nga từ Ukraine. Cũng trong ngày 7 tháng 11, báo La Repubblica của Ý đưa tin Mỹ và NATO nghĩ rằng các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra nếu Kiev giành lại được thành phố Kherson. Hồi cuối tuần trước, tờ Washington Post cũng đưa tin rằng Hoa Kỳ đã khuyến khích Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Tiếp nối sẽ là thông tin liên quan đến việc Argentina cấm 6.000 người dự World Cup ở Qatar. Hôm 7 tháng 11, chính quyền Argentina cho biết khoảng 6.000 người dân của nước này sẽ bị cấm đến các sân vận động ở Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Những đối tượng nằm trong danh sách bị cấm gồm có cổ động viên bóng đá quá khích, người từng tham gia các vụ bạo lực, người buôn bán trái phép hay thậm chí là người đang mắc nợ. Quan chức phụ trách an ninh và tư pháp Buenos Aires nói, có những phần tử bạo lực ở Argentina cũng như Qatar, chúng tôi muốn mang hòa bình tới với bóng đá, vì thế những phần tử bạo lực phải bị cấm đến các sân vận động. Đặc biệt trong danh sách đen này còn có khoảng 3.000 người là các cổ động viên quá khích bị cấm tham dự các trận bóng đá tại chính Argentina. Để thực thi chính sách này, Argentina đã gửi cảnh sát tới Qatar để phối hợp với cơ quan chức năng của nước này. Hồi tháng 6, Bộ Công an Quốc gia Argentina đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại sứ quán Qatar ở Buenos Aires về ngăn chặn các cổ động viên Argentina quá khích tham dự World Cup. Argentina hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới. Đội sẽ cạnh tranh ở bảng C cùng với Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan. Đến với thông tin cũng không kém phần căng thẳng, khi mà vào ngày 8 tháng 11, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho quân đội của nước này tăng cường toàn diện, chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời tiết lộ vũ khí siêu thanh mới nhất.
Ông Tập cho rằng bộ phận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải được huấn luyện cho bất kỳ cuộc chiến nào và chuẩn bị để đối phó với các xung đột bất chợt. Hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời của ông Tập cho hay, quân đội của nước này phải thực hiện ý tưởng của đảng về tăng cường quân sự trong thời kỳ mới. Ông Tập đã đưa ra các bình luận này vào hôm 8 tháng 11 trong lễ duyệt binh của Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Chung thuộc Quân ủy Trung ương, cơ quan quốc phòng cao nhất của Trung Quốc. Cùng ngày, tại triển lãm quốc tế hàng không Trung Quốc lần thứ 14 ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Bắc Kinh đã trưng bày mẫu máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của mình là J-20. Có rất ít thông tin về J-20, ngoài việc tiêm kích này dường như là một bản sao của mẫu tiêm kích F-35 của Mỹ, có khả năng được sản xuất bằng các công nghệ đánh cắp. Trong buổi triển lãm, Bắc Kinh cũng công bố vũ khí mới nhất của mình, phiên bản xuất khẩu của mẫu tên lửa siêu thanh EJ-21. EJ-21, thường được gọi là Eagle Strike 21, có phạm vi chiến đấu gần 2.000 km. Nó được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, dường như được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cũng liên quan đến Trung Quốc, người dân nước này đổ xô đào tiền cổ. Hôm 7 tháng 11, SCMP đưa tin thành phố Cám Châu ở Đông Nam Trung Quốc đang chứng kiến cơn sốt tìm tiền cổ sau khi nắng nóng kỷ lục làm khô cạn hai con sông, lộ ra loạt công trình kiến trúc xưa. Những người săn tìm kho báu nghiệp dư, sử dụng máy dò kim loại và thủng đang đổ xô đến các dãy lòng sông khô cạn của sông Trường và sông Cống ở thành phố Cám Châu. Họ lùng sục tìm kiếm đồ cổ từ nhiều thế kỷ trước. Một số người đã tìm thấy tiền xu cổ, thỏi vàng và mảnh gốm sứ từ thời nhà Tống. Số lượng người đổ xô đến ngày càng đông, thậm chí cả người già và trẻ em cũng tham gia. Chính quyền địa phương đã ra thông báo nhắc nhở hoạt động này là vi phạm pháp luật. Giới chức cũng kêu gọi người dân giao nộp mọi thứ họ tìm thấy cho cơ quan có thẩm quyền. Tháng trước, một tấm bia đá khắc chữ được cho là từ thời nhà Thanh, năm 1636 đến năm 1911, được phát hiện tại bến tàu Sông Chương. Trên bia đá khắc chữ, điểm phía đông đại lộ Nam Cám Châu, tuyến đường cổ hiếm khi được đề cập trong sử sách. Theo một cựu phó giám đốc bảo tàng thành phố Cám Châu, tấm bia có tầm quan trọng lớn đối với các nghiên cứu lịch sử thành phố. Quay trở lại với tình hình tại Việt Nam, Bộ Tài chính tiếp tục tăng chi phí kinh doanh xăng dầu. Hôm qua ngày 8 tháng 11, trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng chi phí đưa xăng dầu nhập khẩu từ nước ngoài về cảng để tính giá cơ sở, áp dụng từ kỳ điều hành tới ngày 11 tháng 11. Theo đó, với xăng nền, chi phí đưa về sẽ tăng thêm từ 290 cho đến 560 đồng một lít. Với dầu, chi phí này sẽ tăng thêm 160 đồng một lít. Sau điều chỉnh, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về sẽ tăng lên từ 640 cho đến 1.280 đồng một lít. Còn dầu là từ 730 đến 1.740 đồng một lít. Dầu ma rút là 1.200 đồng một kg. Với các khoản chi mới được điều chỉnh tăng ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính sẽ đánh giá theo định kỳ vào cuối năm 2022 và công bố áp dụng vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu về từ nhà máy lọc dầu không phát sinh như chi phí đưa về từ nước ngoài. Ở diễn biến khác liên quan đến mặt hàng năng lượng, cùng ngày 8 tháng 11, trong công văn Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng cân đối vốn, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đầu mối, mua trong nước và nhập khẩu theo hạn mức được phân. Ngày 12 hàng tháng, các ngân hàng thương mại phải báo cáo việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu về ngân hàng nhà nước. Trường hợp gây chậm trễ trong bảo đảm tín dụng sẽ bị xử lý nghiêm. Tiếp theo là một sự việc xảy ra tại Nghệ An, phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải quy mô lớn. Hôm 8 tháng 11, Cảnh sát Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay đã phát hiện một cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép quy mô lớn. Cảnh sát cho biết, đầu tháng 9 năm 2022 tại Nghệ An, một người đàn ông 33 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, thuê 500m² đất sâu trong rừng xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Sau đó, người này đầu tư 900 triệu lắp đặt hệ thống tái chế dầu thải trái phép và tổ chức thu mua dầu nhớt thải của các cơ sở sửa chữa xe của tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa về chưng cất thành dầu tái chế rồi bán cho các cá nhân và tổ chức. Điều đáng nói, cơ sở này không có giấy tờ liên quan do cơ quan thẩm quyền cấp phép về xây dựng và xử lý chất thải nguy hại. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gồm có 3 xe bồn, 45 tấn dầu tái chế, dầu thải các loại, hệ thống chưng cất, tái chế trị giá trên 900 triệu. Dầu nhớt là một trong những sản phẩm phổ biến, thường được sử dụng trong đời sống, hỗ trợ vận hành động cơ xe máy, xe ô tô, tàu thủy, máy móc,
Dầu nhớt thải là dầu đã qua sử dụng, khi thải ra môi trường chưa qua xử lý sẽ gây nguy hại nặng nề. Đối với môi trường nước, dầu nhớt thải làm cho nước bị nhiễm kim loại nặng, gây ô nhiễm nước, giảm chất lượng nước, giảm sự quang hợp của các loài thực vật dưới nước. Với không khí, dầu nhớt thải khi gặp điều kiện lý tưởng sẽ bốc hơi, gây ô nhiễm trầm trọng. Và đáng chú ý là dầu nhớt thải khi xâm nhập vào cơ thể của con người qua đường hô hấp, da, hệ tiêu hóa sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, máu, gan, gây đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, bất tỉnh và thậm chí là bị tử vong. Những người tiếp xúc thường xuyên với dầu mỡ công nghiệp, xăng, dầu có khả năng mắc các bệnh về đường hô hấp như mũi, họng, khí quản, phổi và thậm chí có thể gây ung thư và tử vong. Chuyển qua một diễn biến khác tại Hà Nội, lô cốt khiến đường Nguyễn Xiển kẹt xe nhiều ngày, người dân bức xúc. Thưa quý vị, những ngày qua, đường Vành Đai 3, đoạn thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài. Đêm cũng như ngày, dù là vào khung giờ cao điểm hay là bình thường, tại đây vẫn chật cứng các phương tiện, ô tô, xe máy nhích từng chút tiến về khu đô thị Linh Đàm. Nhiều người đi làm về phải chật vật hơn 30 phút mới vượt qua được điểm ùn tắc kéo dài gần 1 km này. Tại đây, 2/3 mặt đường Nguyễn Xiển bị chiếm dụng bởi một lô cốt bằng tôn khiến cho giao thông bị cản trở nghiêm trọng. Trên báo Thanh Niên, một người dân bức xúc, đoạn này một cống rồi phía trên cũng một cống là đã tắt đường. Hiện hai cái đường cống ấy cũng chưa xong mà bây giờ lại vây thêm một cái như thế này nữa. Ít nhất cũng phải giải tỏa cái mặt bằng cũ rồi mới làm cái mới chứ không thể như vậy. Một người dân ở quận Cầu Giấy chia sẻ, Sở Giao thông Vận tải phân luồng như thế này là không hợp lý, thiếu trách nhiệm bởi đường Vành Đai 3 là huyết mạch của thủ đô. Mỗi ngày có bao nhiêu lượt xe qua lại mà bây giờ quay tôn đến 2/3 lòng đường. Được biết, đây là một phần của dự án thoát nước thải Yên Xá, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư là 61 triệu yên, tương đương với gần 16.300 tỷ đồng, trong đó 85% là vốn ODA của Nhật Bản. Tuy là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, nhưng hiện chưa xác định được chính xác mốc thời gian hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải tập quen với lô cốt trong một khoảng thời gian nữa. Đến với tình hình thời tiết, miền Bắc chênh lệch 10 độ C giữa ngày và đêm, miền Nam bước vào đỉnh chiều. Cơ quan khí tượng cho biết, những ngày này tại miền Bắc duy trì hình thái thời tiết nắng hanh kéo dài. Hôm nay ngày 9 tháng 11, khu vực tiếp tục ngày nắng, gió nhẹ, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời lạnh ở đồng bằng, rét ở vùng núi. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn tới 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ C. Tuy nhiên, từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, vùng đồng bằng và vùng ven biển có mưa nhỏ. Sang ngày mai 10 tháng 11, trời nhiều mây, không mưa, riêng vùng ven biển có mưa nhỏ, nắng hanh chấm dứt. Từ ngày 11 tháng 11, khu vực này có thể đón nắng hanh trở lại. Còn tại miền Nam, từ ngày 11 cho đến ngày 18 tháng 11, có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Hôm nay ngày 9 tháng 11 cũng là cao điểm của đợt chiều cường tại Nam Bộ. Độ cao sóng khu vực ven biển Bình Thuận, Cà Mau từ 2 đến 3 mét, có lúc trên 3 mét biển động. Tại hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai, đỉnh chiều đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 11. Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể ở mức 1,65 mét, đỉnh chiều từ 3 đến 5 giờ và 17 đến 19 giờ, nguy cơ ngập úng diện rộng ở Sài Gòn. Và chương trình trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.